những tấm bạc lại, và người ta cứ sống từ ngày này ngày khác bên cái dòng kênh. Ở đây bích lối anh chị. Phép có thể là không phép. Rồi cái này bích rồi, bích lối rồi. Xin đi đoàn thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trên kênh Xin đi đoàn. Bây giờ thì khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 4 2024. Trước mặt anh chị đó là đại lộ Đông Tây, xa xa đó là cầu Lò Gốm, bắc qua dòng kênh Lò Gốm. Và ở đây là một cái dòng kênh ruột ngựa với hàng dừa la đà và những căn nhà siêu vẹo bên dòng kênh. Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị và các bạn, và khu vực này là khu vực quận 8. Hôm nay thì muốn mời anh chị, chúng ta sẽ đi vào cái con đường mé bên kia nha anh chị ha, để chúng ta khám phá cái xóm quận 8 này rồi như thế nào để chia sẻ với anh chị. Ngày xưa ở đây là một cái đám ruộng thôi, nhưng mà sau này làm đại lộ Đông Tây, và cái hướng mà camera này nè sẽ về An Lạc, và ẩn khuất hàng cây thì có những cái chung cư rất là cao, và song song đó có những cái xóm trọ mang theo dòng kênh. Thì trước khi đi thì Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị cái dòng kênh ruột ngựa này. Dòng kênh ruột ngựa này có tên là Mã Trường Giang, do ông Nguyễn Cụ Đàm đào. Ông có công là đào cái thành Lũy Bắn Bích, thành Gia Định năm xưa anh chị. Nhưng mà kênh ruột ngựa này Mã Trường Giang ông đào vào năm 1772, được Trịnh Hoài Đức ghi rõ trong cái quyển sách Gia Định Thành Thông Trí, với trích dẫn như sau: nguyên xưa rạch cát phía bắc của Lò Gốm thì có một con đường nước động, móng trâu ghe thuyền đi lại rất là khó khăn. Nguyễn Cụ Đàm có đào con kênh thẳng như ruột ngựa nên mới đặt tên Mã Trường Giang, kênh ruột ngựa. Và hôm nay thì Sunny sẽ cùng với anh chị, chúng ta sẽ khám phá cái xóm này. Mình cứ gọi là kênh ruột ngựa anh chị ha, nhưng mà từ Hán Việt là Mã Trường Giang đó. Cái dòng kênh này nối với lại Lò Gốm nè, tàu hủ, ghe thuyền từ đó đi lại nó dễ dàng. Ông Nguyễn Cụ Đàm là con của ông Nguyễn Cụ Vân. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi nha anh chị ha. Thời tiết Sài Gòn nắng nóng oi bức, tia cực tím rất nhiều. Bây giờ thì khoảng là 38-39 độ. Thì đây là một cái mảnh đất với cái xóm theo dòng kênh Lò Gốm trên con đường Phú Định, bến phà Phú Định đó anh chị, về bến phà Phú Định. Ngày xưa thì anh chị nếu mà đi từ bến Trương Dương, bến Hàm Tử, bến Lê Quân Liêm thì chúng ta tới ngã ba sông thôi, chúng ta không có cây cầu Lò Gốm này. Nhưng mà sau đó thì làm đại lộ Đông Tây thì cầu Lò Gốm này đi thẳng từ ngay chỗ hầm Thủ Thiêm nó về tới xa lộ Đại Hàng quốc lộ 1A, nên việc đi lại rất là thuận tiện. Cuộc sống Sài Gòn cứ muôn màu muôn sắc. Xin đi lên lề để chia sẻ với anh chị những cái hình ảnh này nhé. Người đó thì họ có tiền, họ kinh doanh mua bán,
thì họ ở những căn nhà lầu và có nhiều căn nhà để mua bán kinh doanh. Thì cũng có một số người ta chỉ có chiếc ghe thôi, cũ nát, che những tấm bạt lại, và người ta cứ sống từ ngày này ngày khác bên cái dòng kênh. Cuộc sống Sài Gòn là vậy anh chị. Chiếc ghe này thì Sunny thấy ở đây cũng được cả chục năm rồi. Và mỗi lần đi ngang để ý thì cả một như hai thế hệ cha mẹ con cái cháu chắc rồi cháu đồ ở trong cái những căn nhà. Xin lỗi anh chị, Sunny phải chạy lên lề để cho nó gần chiếc ghe này hơn. Chiếc ghe này thì họ cứ neo đậu dọc cái cầu. Đây là cái cầu người dân địa phương gọi là cầu Hòa Lục nha anh chị ha. Ta đọc chạy Bà Lục nhưng mà đúng ra Hòa Lục, bây giờ có tên là cầu Phú Định. Chị thấy đó, cái cảnh cuộc sống người ta đó khổ không. Thôi bây giờ thì mình đi qua cầu, dòng nước kênh đen rất là đen, mình quẹo trái là mình sẽ ra Phú Lâm anh chị. Rồi mình quẹo bên đây, rồi đi qua bên kia đường. Bên kia là bến Bình Đông, Mễ Cốc, Rạch Cát. Rồi, tới đây thì xin đi sẽ quẹo đây. Và con đường này mang tên là Nguyễn Ngọc Cung, quận 8. Đây là xóm trọ cũng nhiều. Đây là một cái video clip Sunny khám phá anh chị ha. Chúng ta không có định hướng là đi đâu về đâu, chúng ta cứ đi tắt đường thì chúng ta quẹo ra, chúng ta cứ lòn lách cho nó đi tới đâu. Thì gây mỗi khi mà nước sông lên thì con đường này ngập nha anh chị ha, ngập. Ở đây có một cái đình, cái miếu. Lúc trước thì những con đường này là những con đường đất thôi, nhưng mà sau này thì người ta trải nhựa hoặc là trải bê tông nên việc đi lại nó dễ dàng. Những căn nhà lụp xụp tạm bợ. Thì song song đó thì bà con về đây thì cũng mua nhà rồi xây cất, chứ ngày xưa đây là đồng ruộng đầm lầy thôi mà. Ở đây bít lối rồi anh chị, thôi mình quẹo ra nha.
đây là một cái khu nhà trọ mang theo dòng kênh nước đen, những cái xóm hẻm ngoằn ngoèo. Nếu mà anh chị mà đi trong những cái xóm hẻm nó ngoằn ngoèo đó, anh chị để ý, nếu mà bị lạc để ý cái dây tín hiệu phía trên đó, cứ đi theo cái dây là nó không lạc. Nhưng mà xin đi thường thường á, kẹt lắm thì giống như mình bí lắm rồi mình mới dò thôi, chứ không là mình cứ đi vòng vòng như thế này để mình biết thêm thôi. Những con đường nhựa, những con hẻm, đây giống như hình thành một cái chợ. Đây là vòng vòng lát nó cũng ra định hướng, nó cũng ra bến phà Phú Định nha anh chị ha. Mình về phải coi, đây giống như cái chợ. Về phải mình đi xấu vào bên trong coi. À, anh chị để ý những căn nhà mới xây thì cái nền rất là cao. À, khu vực này nó ngập mặt. Đối với cái khu vực này thì những con đường lớn này thì nó nhà cửa thì nói chung là cũng không đẹp, nhưng mà nó khang trang so với những cái nhà mà mé bên dòng kênh. Cứ đi theo dòng xe anh chị ha. Cứ quẹo vòng vòng. Sài Gòn là sớm hẻm du lịch trên chị. Cái trọ rồi, nhà trọ Mỹ Ngọc. Rồi, thế là bây giờ chúng ta phải đi ra. Nhớ cách đây 4 năm về trước thì vô khu vực này rất là sợ. Cái thời gian anh chị biết là dịch cúm đó. Ôi thôi, khu vực này biết quẹo đi đâu. Quẹo con đường này phải. Coi nó. Và đây cũng là một cái hẻm cục. Đi ra. Ủa, cái này trong đây cũng. Trong đây xóm trọ nhiều quá, hẻm cục rồi. Một số anh chị đi ngõ nào cục rồi đi ra, một số anh chị nói chia sẻ rằng với những cái dòng men không mình thằng này sao nó rảnh ghê á, bên kia chưa đi
đấy, khoan mình đi xong mình chia sẻ cùng với anh chị nhé. Không biết cái này đi ra được không. Trời ơi, hẻm ở đây nó còn ngoằn ngoèo, quá ngoằn ngoèo. Thử đi ra. Mà đi như thế này để bí, anh chị nhờ cái sự trợ giúp đó là dây tín hiệu phía trên đó, nguyên một cái bó đen đó, mình cứ đi theo đường đó mình đi đi ra thôi. Vô cái hướng kia coi đi đâu, xin lỗi anh chị, quạt qua quạt lại nha. Rồi một lát xin đi tâm sự. Cái mé bên cái dòng kênh đất đen, trời ơi nó đi nó ngoằn ngoèo quá nè, không biết đi đâu về đâu luôn. Ra cái dòng kênh rồi anh chị ơi, không biết có đi được không ta. Ý có hẻm đi ra. Ý bích rồi, dạ bích rồi, chị đi trước đi. Mình đi ra anh chị cố thì cũng không được bao nhiêu, nhà cửa đây thì ở nhà trọ, đi thẳng ra là ra dòng kênh nước đen đó, đây là giống như là bích lối rồi đó, dòng kênh Mã Trường Giang ruột ngựa đó. Xin đi thường thật, cái tên là cái từ là mê cung, đúng là mê cung nhé, ma trận mê cung gì đó. Rồi. Những con hẻm. Thôi cũng nhân tiện đi con đường này và thoải mái rồi. Thì Sunny cũng chia sẻ với anh chị. Sunny làm một cái kênh YouTube này thì có những cái comment đó. Thằng này rảnh. Chưa có nắng hay rảnh mà là dùng từ nó cũng không có được vui anh chị ha, nó hơi bậy bạ. Hôm nay rảnh ha, chưa nắng không chịu ở nhà, rảnh quá
Dạ à, nếu mà anh chị không mình như thế đó thì mình cũng chưa tìm hiểu sâu, có thể là bận, anh chị bận thời gian công ăn việc làm quá, chưa tìm hiểu sâu về YouTube. Nên vậy anh chị có những cái chia sẻ mới comment như thế. Đây là cái video clip và những cái video này cũng là đi làm nè. Video này đi làm đây. Ngang qua cái chợ mình quẹo đây. Đi làm quyết liệt là nè, cô chú anh chị. Chứ đôi khi mình cũng làm những cái clip bồng bềnh vào buổi chiều chứ ai chẳng thích. Buổi chiều mưa rơi, buổi chiều hoàng hôn, bình minh. Nhưng mà để mình chọn cái video vlog lang thang này, chia sẻ những nơi mà Sunny đi qua thì mình phải đi những cái nơi mà sớm giàu, sớm nghèo, những con đường phẳng phiu, những con đường mới, đường cũ, ôi thôi đủ thứ. Thì khi mà mình làm thì nó sẽ có những cái comment thì nó như vậy đó. Nhưng mà không sao, tại vì trên cơ bản là không hiểu thôi, không hiểu vấn đề. Vậy con đường này không biết con đường này có đi được hay không, mà nó cũng hơi ngoằn ngoèo đó nha. Quẹo đây, đi thẳng là cái sông cục. Đi đâu nữa ta? Sao cái này nguyên một cái khu đất gì tùm lum la vậy? Ý, khu này đi thẳng lên kia coi. Khu này giống như cái khu bị giải tỏa quá. Quẹo ngõ này coi có đường đi không? Không có rồi. Ồ, nguyên cái xóm này bị giải tỏa á, đi ngõ này. Ôi, nguyên cái xóm giải tỏa nhà cửa kìa, đập te tưa luôn. Này. Hai bên luôn nha anh chị ha. Trời ơi. Đi như thế này thì anh chị mới biết là những căn nhà người ta xây lên mà không giấy tờ, thế là bị đập. Má ơi luôn. Giờ đi đâu nữa ta? À, hai bên. Ngày xưa ở đây là một con hẻm để mình đi vô nè. Cái nhà cửa đó. Quẹo ra anh chị ha. Quay lại để anh chị biết là cái khu xóm nhà cửa của người ta. Đây là cái khu xóm nè.
không phép, có thể là không phép. Ừ, cái này bích rồi, bích lối rồi. Trời. Nói bây giờ kêu Sunny chỉ mà để đi vào trong cái khu vực này không biết là chỉ như thế nào, tại vì bị lạc tùm lum tùm la hết. Nó sâu vào bên trong đây những căn nhà không phép. Giờ đi đâu nữa đây? Những con đường này buổi tối đi là không biết như thế nào mà mò để đi ra anh chị ha. Đó, tối lại tùm lum tùm la hết rồi. Anh chị thấy không? À, Sài Gòn thì có nhận một số người người ta cũng ở dưới quê lên đó, ở có tí tiền mua những căn nhà không chỉ giấy tay không phép. Thế đến lúc nào đó đụng vô là người ta đập như vậy đó. Trời ơi, ở đây có chiếc xe hơi rồi chạy vô nữa, những cây cầu rồi đi đâu nữa đây. À, có con đường, có đường, có xe hơi là ok rồi. Đường này tên gì? Đi ra con đường này khỏe rồi. Con đường này mới làm bê tông lại thôi. Khi mà làm bê tông thì những căn nhà nó sẽ sụp xuống, hụp xuống dưới đất. Hoàng Ngân, à, con đường này Hoàng Ngân, phường 16, quận 8 nha anh chị ha. Là đối với con đường này thì có từ xưa rồi, chờ rớt trái dừa rồi. À, đối với con đường này thì có rồi, nhưng mà nó là một con đường đất trên một cái đám ruộng thôi. À, nhưng mà khi dân cư về, người ta bắt đầu làm trải nhựa và đặt cái tên. Và xa xa là con đường Phú Định. À, khi mà đi thẳng này thì chúng ta sẽ gặp bắt gặp bên kia bến Mỹ Cốc là cầu ngang số 3. À, có cái nhà thờ đó anh chị. À, cầu bên kia là cầu ngang số 3 đó. Còn bên đây là bến Mỹ Cốc, cầu ngang số 3. Còn bên đây là Phú Định. Và Sunny sẽ quẹo phải. À, bây giờ con đường Phú Định bây giờ làm bờ kè anh chị thấy ha, đã ha. Từ khi mà làm bờ kè thì khu vực này nó đỡ ngập nha anh chị ha. Đỡ thôi. Bà con thì những cái nhà thấp vẫn dùng máy bơm. Lâu lâu truyền cái ống nước ra ngoài, bơm ra ngoài. Chứ đâu phải ai có tiền để nâng nền anh chị. Nâng nền đồng nghĩa là xây lại hết cái nhà rồi. À, đây là chúng ta về với trường Bình Đông. Cầu Nhà Thương, bây giờ gọi là cầu Rạch Cát, cây cầu sắt đó. Đúng là nguyên dãy nhà đập bánh chanh đó.
anh chị cũng hiểu là đâu có ai muốn mua những cái nhà mà giấy tay đó, hoặc là những nhà lớn chiếm không có giấy tờ, hoặc là nơi đó quy hoạch là một cái công viên mà xin đi nghỉ thì nơi đó làm công viên thì nó không hợp lý. Nhưng mà không có tiền, an cư phải lạc nghiệp, phải có chỗ ở, chui ra chui vào. Cầu Nhà Thương anh chị, cầu sắt đó, phải mua, bấm bụng mà mua. Thế là bây giờ cũng phải là đi nơi khác, chứ có tiền nói chi nữa chị. Mua nhà giấy tờ đầy đủ đó, cầu Nhà Thương đó. Để mà đi qua bến Mỹ Cốc Rạch Cát thì cô chú anh chị lưu ý nha, không được mình quẹo lên trên, quẹo lên cầu này, mình phải quẹo cầu sắt mé bên kia kìa. Nó là cây cầu dạng một chiều đó. Và đây là trường Bình Đông cũng xây mới. Rồi tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện cái video clip này để chia sẻ với cô chú anh chị những cái xóm hẻm, những dãy nhà trọ ngoằn ngoèo mê cung và những cái xóm mà bị giải tỏa. Rồi, rất là vui mời cô chú anh chị lạc cùng với Sunny. Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.